nhất là đồng văn đe, quê dòng tôm là con có đồng văn cống. Đây là Võ Văn Mẫn, quê ở Ba Tri. Tôi là Nguyễn Hồng Thanh, là dân Mỏ Cày. Ba anh em chụp nhau tại cái trường không quân số 3 ở Cẩm Châu, Trung Quốc, tháng 2 năm 1960. Lần đầu tiên gặp nhau là anh em cũng đã mừng rồi. Còn một cậu nữa học sinh miền Nam nữa là Đỗ Huy Hoàng ở Cần Thơ. Trong trường hợp như thế, cho nên khi tập trung về ở cái trường không quân khắc các bi để chuẩn bị học cái lớp lý thuyết đầu tiên đấy, thì lúc đó anh Phan Thành Lợi anh làm là chủ nhiệm chính trị để theo dõi tụi này, cho nên ông biết ngay tụi này ngay từ đó. Sau khi Mẫn cùng anh em học ở nước ngoài về thì biên chế Trung đoàn Không quân Tiêm kích thứ hai, lấy tên là Trung đoàn Không quân 923. Mẫn là một ở trong những em lái máy bay từ nước ngoài về. Trong phong trào thi đua lập công, Mẫn cũng là một cái sôi nổi rất nhiều để có điều kiện chiến đấu quân thù. Năm 1965 thì bọn Mỹ tập trung quân ở miền Nam, ở miền Bắc thì coi như là gần hết cái lực lượng không quân Đông Nam Á và cái hạm đội Thái Bình Dương tập trung vào đánh miền Bắc, thì tình hình hết sức khó khăn. Riêng cái lực lượng không quân thì của chúng ta thì rất là non, quân số lúc đó thì cũng rất là ít, máy bay thì chỉ có khoảng 30 mấy chiếc mà đối chọi với một lực lượng của Mỹ là cả ngàn chiếc máy bay. Lúc đó thì ta dùng MiG-17, thì địch dùng F-105, F-4 mà ta thường gọi là thần sấm con ma. Trên máy bay của chúng là có trang bị tên lửa, còn trên MiG-17 của chúng ta thì chỉ có súng 23 ly đến 37 ly. Về tốc độ máy bay thì là trung bình máy bay địch là trên bay trên 1.500 km/h thì ta khoảng 1.000 km/h. Về trình độ phi công thì trung bình địch bay 3.000 giờ thì ta mới bay được 500 giờ, mà tác chiến trên không, người nào bay nhiều giờ trên không thì có cái trình độ khá hơn. Tháng 5 năm 1967, thời tiết thuận lợi, Mỹ tăng cường độ các trận không kích miền Bắc. Qua hai lần ném bom dữ dội xuống Hà Nội và các vùng phụ cận, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng bị đánh sập, nhà máy điện Yên Phụ bị thiệt hại nặng. Nhưng không quân nhân dân Việt Nam đã bắn hạ 8 máy bay của không lực Hoa Kỳ, tuy phải chấp nhận thiệt hại và hy sinh. Và cũng như các binh chủng khác, không quân nhân dân Việt Nam chiến thắng nhờ đã tìm được cách đánh thích hợp và có hiệu quả. Đợt tập kích thứ 3 của không quân Mỹ vào Hà Nội đúng vào tháng 5 lịch sử. Có ngày trên bầu trời thủ đô cùng lúc có đến gần 100 máy bay các loại. Exactly a week ago, US pilots blasted the runway of the MiG base at Hoa Lạc, 20 miles west of Hanoi, knocking the base out of action. Chúng tôi gặp phi công Mỹ, chúng tôi nói là tôi khâm phục các anh về máy bay, các anh tốc độ tốt, lực lượng các anh đông, có vũ khí hiện đại, nhưng mà cái lối đánh chúng tôi là khác hơn các anh. Máy bay của mình nó nhược điểm, tốc độ nó nhỏ, dùng súng thì phải học tập đồng bào miền Nam, tức là bám thắt lưng địch mà đánh, phải đến gần nắm thật chắc, bắn phải trúng. Các chiến sĩ mãi mãi ghi sâu lời Bác Hồ căn dặn: ông cha ta đã lập nên những chiến công oanh liệt trên bộ dưới nước, các chú phải mở mặt trận trên không thắng lợi, phải học tập quân giải phóng miền Nam nắm lấy thắt lưng địch mà đánh. Bay trên mấy,
lời tổ quốc, tiếng hát câu hò vào quen thuộc, tiếng ru mẹ tôi dùng cổ xưa, theo ông hát trong tim tôi tiếng hát chưa quên nổi, sóng đau tim tôi bay màu xoay lúa mới. Lần đầu tiên một biên đội của tao dùng MiG 17 bắn rơi ma hai máy bay F-8 của Mỹ ở tại Hàm Rồng. Ngày 3 tháng 4, đó là ngày truyền thống của Không quân Việt Nam xuất kích đầu tiên bắn rơi máy bay giặc Mỹ. Ngày 14 tháng 5 năm 1967, biên đội do Thượng úy Võ Văn Mẫn gồm 4 chiếc MiG 17 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, tỉnh Sơn Tây. Ngày định mệnh của anh cũng là ngày diễn ra một trận không chiến vào loại khốc liệt nhất trong tất cả các trận không chiến trên bầu trời miền Bắc. Hôm ấy, Mẫn thức dậy từ 4 giờ sáng. Riêng về anh Mẫn thì thời kỳ đầu thì cùng xuất kích với rất là nhiều biên đội, đặc biệt là đi với anh Bảy, rồi đi với anh Trung, rồi đi với anh Trung. Trong trận chiến đấu bảo vệ Hà Nội, anh Mẫn được định xuất kích chặn một tốp máy bay từ Thái Lan bay sang đánh vào thủ đô. Thì ở trên ra lệnh cất cánh là cất cánh lên đánh. Anh Mẫn và đồng đội là đánh tan tác một cái đoàn từ Thái Lan bay sang. Thì khi đó bọn Mỹ theo tôi dự đoán là khoảng 24 chiếc tiêm kích, 24 chiếc tiêm kích, còn quân ta chỉ có 4 chiếc thôi. Thì như vậy là các anh thấy là cũng là một chọi sáu, một chọi sáu. Thì ngay loạt đoạn đầu khi mà vòng lên đối đầu lại thì anh Mẫn bắn rơi ngay một chiếc. Thì anh Hôn là người bắn rơi chiếc thứ hai. Sau khi anh Hôn bắn rơi chiếc thứ hai rồi thì có cái sơ hở cho nên Mỹ nó bắn rơi anh. Còn lại là 3 chiếc thì anh Hải theo anh Hung để Mỹ một giao đấu xong rồi anh Hải xuống dưới máy bay về sân bay Gia Lâm luôn. Bao nhiêu lần tôi mới gọi cho anh Mẫn, tôi bảo là thoát đi, tôi ra lệnh thoát đi, thì anh Mẫn có nói với tôi là địch rất đông, thoát đi không được. Bồn vừa lách cánh để mà chuẩn bị chui xuống dưới mây thì một tốp F-4 nó phóng tên lửa ngang, nhưng mà Mẫn quay đối đầu lại thì bắn một thằng nữa, là tôi nghĩ là cái chiếc đó rơi.